Chào các bạn, để tiếp tục cái trào lưu smartphone điện thoại không viền từ Nhật Bản thì hôm nay mình sẽ mang đến cho bạn một chiếc máy mà có thể nói là cao cấp nhất trong cái dòng Sharp Oakwood Crystal. Trước đây Diệu Thông Minh đã có sẵn những sản phẩm như là chiếc Sharp 303SH hay chiếc 403SH, và hôm nay sẽ là một sản phẩm đó là chiếc 402SH với cái tên mã là Sharp Oakwood Crystal X. Thì cái sản phẩm này mình nhớ là lúc ra mắt ở thời điểm năm 2015 thì khi về Việt Nam có cái giá sách tay lên tới hơn 15 triệu đồng. Và cái mức giá sản phẩm này hiện tại sau 3 năm trên thị trường ở Diệu Thông Minh đang bán sẽ là 2.890.000. Với mức giá này thì Diệu Thông Minh sẽ kèm theo một chương trình khuyến mại đặc biệt, đó là khi bạn mua chiếc Sharp Oakwood Crystal X này sẽ được tặng ngay một chiếc Fujitsu F12C Globetrotter đẳng cấp Hoàng gia Anh trị giá 599.000. Và chút ở cuối video thì mình sẽ nói chi tiết chương trình khuyến mại này. Và bây giờ thì mình sẽ quay trở lại đánh giá chiếc Sharp Oakwood Crystal X hay còn gọi là chiếc 402SH để xem sản phẩm có gì đặc biệt. Đó, như chúng ta thấy thì điểm nâng cấp đầu tiên so với hai người tiền nhiệm 303SH cũng như là 403SH trước đây thì chiếc 402SH nó sẽ có một màn hình với kích cỡ lớn hơn. Cụ thể cái màn hình này được nâng cấp lên 5,5 inch và nó vẫn giữ nguyên tất cả những cái điểm nổi bật của những sản phẩm tiền nhiệm. Đó, chúng ta sẽ có hai cái phần viền ở phía trên và hai bên cạnh được làm rất là mỏng, và mình đánh giá là ngay bản thân những cái chiếc máy sau này như là Mi Mix 2, iPhone X hay là kể cả S9 chẳng hạn thì cái phần viền của nó cũng không thể làm mỏng được như thế này. Cái việc mà Sharp họ luôn đi trước về cái mặt công nghệ màn hình với cái việc hiển thị siêu mỏng này thì đã có cách đây từ vài năm rồi. Đó, thì bản chất những cái hãng hiện nay thì họ đều học tập những cái công nghệ để áp dụng lên những sản phẩm của mình. Ngoài ra tất cả những phần khác như là camera hay là các cục cảm biến thì đều được đưa xuống cái phần dưới này. Vì vậy chúng ta sẽ thấy phần phía dưới nó sẽ hơi mất cân đối một chút, nó sẽ hơi dày. Đó, còn toàn bộ cái phần phía sau này chúng ta sẽ có một thiết kế khá là tương tự như những sản phẩm trước. Nhưng cái chất liệu như ở phía sau thì nó hơi khác biệt một chút và nó có những cái hoa văn họa tiết được làm sần lên và nó sẽ giúp bám vào lòng bàn tay hơn. Thì cái nắp lưng này các bạn hoàn toàn có thể tháo rời ra để chúng ta có thể lắp SIM cũng như là thẻ nhớ bên trong. Thì cái thẻ nhớ này nó hỗ trợ lên tới 128GB và máy sẽ sử dụng nano SIM. Và để với viên pin được gắn chết trong đây các bạn sẽ không thể tháo rời được. Như vậy về mặt thiết kế thì chiếc Sharp Crystal X thì nó toát lên một cái vẻ khá là sang trọng, lịch lãm và rất là nam tính khi các bạn thấy là bốn góc được làm rất là vuông vắn và tất cả những phần viền đều được làm hoàn toàn phẳng. Và mình nghĩ sản phẩm này nó sẽ rất là phù hợp với những bạn nam đầy cá tính. Tiếp đến thì mình sẽ đánh giá chi tiết sâu hơn về cái màn hình này, cái thứ luôn là điểm mạnh của những dòng sản phẩm từ Sharp. Thì chiếc Crystal X thì nó đã nâng cấp màn hình lên tới 5,5 inch, và khi các bạn trải nghiệm một sản phẩm không viền thì kích cỡ càng lớn thì chúng ta càng có một không gian trải nghiệm cũng tốt hơn. So với chiếc 303SH cũng như 403SH thì có màn hình chỉ từ 5 và 5,2 inch thôi. Còn chiếc máy này thì nó đã lên tới là 5,5 inch và có không gian hiển thị rất là lớn. Và công nghệ nó sử dụng đó là SCG Silicon. Công nghệ này nó sẽ giúp cho sản phẩm có cái độ tương phản rất là cao. Khi các bạn sử dụng dưới ánh nắng mặt trời hoặc là ánh nắng chiếu cắt chẳng hạn thì vẫn có thể nhìn rõ được màn hình, và đặc biệt màu sắc nó rất đậm đà. Và đây là màn hình LCD và nó thừa hưởng những cái điểm mạnh như độ sáng cao, góc nhìn rộng và vẫn giữ được một cái màu sắc rất đậm đà giống như các bạn từng trải nghiệm trên những sản phẩm Samsung có màn hình AMOLED. Và có thể nói màn hình là cái điểm mạnh lớn nhất trên chiếc Sharp 402SH này. Khi các bạn cầm trên tay cái ngay lập tức cả cái màn hình nó choáng ngập trước mắt các bạn rồi. Và khi mà các bạn trải nghiệm xem phim hay chơi game phải nói cực kỳ đã trên sản phẩm này. Với hiệu năng thì chiếc 402SH thì nó cũng được nâng cấp khá là nhiều so với những cái sản phẩm tiền nhiệm, khi nó được trang bị con chip Qualcomm S801 với dung RAM là 2GB và bộ nhớ trong là 16GB. So với con chip Qualcomm S400 đã từng chạy trên hai phiên bản trước thì con chip Qualcomm S8501 thì nó cho hiệu năng tốt hơn nhiều. Và cái sản phẩm này hiện tại thì mình đã cài sẵn tất cả rất là nhiều game nặng ở đây. Nó có thể chơi được Asphalt 8, những game liên quân hay là Crossfire đều chơi một cách rất là tốt. Và những cái game này thì mặc dù các bạn để mức độ cao nhất thì nó vẫn có thể chơi một cách rất là mượt mà. Và như vậy thì cấu hình là cái điểm nâng cấp mạnh mẽ thì giúp các bạn có thể chúng ta trải nghiệm game nặng tốt hơn. Ngoài ra bộ nhớ trong 16GB giúp các bạn có thể lưu trữ một cách rất là thoải mái. Và tất nhiên là nó cũng hỗ trợ thẻ nhớ ngoài rồi. Và cái, những cái điểm đặc biệt khác như là máy nó sẽ hỗ trợ công nghệ 4G LTE, sẽ có camera là 13 megapixel ở phía sau. Có một điểm các bạn phân vân là những sản phẩm đến tiếng Nhật thì đã có tiếng Việt hay chưa, thì với chiếc 402SH này thì máy đã được rút sẵn và cũng có bản room tiếng Việt. Tuy nhiên thì mình mới trải nghiệm cầm máy trên tay nên là mình đã cài sẵn một cái giao diện lăn trò rồi. Còn khi bạn mua hàng thì sẽ được cài một cái phiên bản tiếng Việt để có thể sử dụng yên tâm nhất. Và trên đây mình vừa giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm có thể nói là dành cho những bạn mà thích sưu tầm, những bạn mà thích một cái chiếc điện thoại có thiết kế phải nói là ấn tượng, khác biệt hẳn so với những chiếc máy trên thị trường. Một cái sản phẩm mà có viền mình siêu mỏng hiện nay. Mình có thể khẳng định thì chiếc máy này có viền mỏng hơn bất kỳ những cái siêu phẩm nào đến ở thời điểm hiện tại. Và mức giá sản phẩm này sẽ là 2.890.000. Đó, thì ngay bây giờ các bạn có thể đặt hàng ngay qua cái form ở phía dưới mô tả video. Khi đặt hàng sản phẩm này các bạn sẽ nhận được ngay chiếc Fujitsu F12C với mức giá 599.000. Và các bạn hãy nhấn trên đặt hàng và qua những showroom của Diệu Thông Minh Trung Quốc để trải nghiệm sản phẩm này. Còn bây giờ xin chào cũng như hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.